Đang quý vị thấy chia sẻ quý vị quan cảnh nha. Quan cảnh trọng rất là nhiều hoa tại làng hoa Phó Thọ Bà Bộ nè. Hoa Tết đó, đẹp quá. Có một cái bé nó đang lựa hoa ở trong kia quý vị. Ủa em chủ hoa này hả? Dạ không, em mượn vườn bên làm lượm văn. À, lượm văn hả? Dạ. Nhiêu chờ quýnh tiêu vậy? Em tên gì? Em tên Thứ Tư. Thứ Tư hả? Em học ngành gì? Em học khoa học đất. À, trường nào? Dạ, trường nào Cần Thơ. À. Đẹp quá ha. Chưa, còn 2, 4, 6, 7 chậu nữa. Năm năm mấy em? Dạ em năm nay năm 3. Mượn vườn để điếm là? Dạ em trồng nghiệm thức ở đây. Dạ cái này của tụi em trồng luôn hả? Dạ. Thì tụi em có bán tết không? Dạ có, cái này là chú bán. À em trồng, mượn đất em trồng thôi, còn dạ. Chú bán phải không? Dạ. Chú bán giúp chia tiền lại cho em mà. Dạ không. Đẹp quá. Khu nguyên khu này là của em luôn hả? Dạ tụi em có 150 chậu ở trên này, nãy với nó trên này nè. Ở trên này là của chú. Của chú hả? 29 rưỡi. Đủ ba cây chưa Tư? Chưa, còn cây nữa. Hoa này ra cỡ mùng mấy tết em? À, 24, 25 là nở hoa rồi đó hả? Cỡ 22 âm lịch. Cái này mình trồng được mấy ngày em? Dạ, 75 ngày. 75 ngày bắt đầu mình trồng từ ngày mấy? Tháng mấy? Dạ, ngày 20 tháng 9. Bắt đầu đây nè. Hoa cát tường phải không? Dạ, 38 trời. Khu này rất là rộng nha quý vị. Khu này tính ra cỡ cỡ 5 công á quý vị ơi.
rất là nhiều hoa, hoa cúc, hoa cẩm chướng, hoa vạn thọ. Anh tên gì anh? À, chủ vườn bông này hả? Dạ. Chủ vườn bông ông Hai. Là, anh là con ông Hai. Con ông Hai. À, anh thuê cho ông Hai. Mình trồng bao nhiêu năm rồi anh? Kinh nghiệm trồng hoa mình ở đây bao nhiêu năm rồi? Này trồng khoảng nói chung là khoảng 20 năm. 20 năm rồi đó hả? Từ mấy 20 năm tới lên. Vậy là nhỏ tới lớn nhà anh biết trồng hoa không luôn đúng không? Cái này phụ giúp ông lão thôi. Dạ. Vụ Tết gì là mình bắt đầu vụ Tết là cỡ mấy tháng anh? À, nói chung là khoảng từ tháng 5 là mình có xuống giống từ từ rồi. Dạ, rồi, kéo dài cũng thời gian dài vậy ha. Tùy lỗ giống hay sao anh? Tùy lỗ giống. Ngày anh tưới mấy lần? Hai lần. Rồi xong. Rất là đẹp cái hoa này, hoa dạ thảo, mai dạ thảo, tên rất là đẹp. Giới thiệu với quý vị đây là làng Hoa Kiển Phó Thọ Bắc Bộ. Hôm nay chúng ta cùng đi tham quan làng Hoa Kiển này nha quý vị. Làng Hoa Kiển này nằm trên cạnh với cầu Bà Bộ. À, hai bên đường ở đây là mua bán rất là nhiều. Phía trước mặt là cầu Bà Bộ đó quý vị. Đây làng Hoa Kiển Phó Thọ Bà Bộ như quý vị. À, trong đây là làng hoa này đã có bây giờ lịch sử là khoảng 80 năm rồi quý vị ơi.
khoảng hơn 250 hộ trồng hoa ở trong làng Hoa Kiển này nha. À, cung cấp vào những dịp Tết cho cả Cần Thơ và các tỉnh miền Tây luôn quý vị, rất là lớn, rất là nhiều hoa đẹp. Đây là quý vị ở Cần Thơ, quý vị đi vừa qua cầu Ba Bộ à, tới chợ này, chợ Ba Bộ này quý vị. Bên đó nó có những quán cà phê đó ha. Thì đối diện của quán cà phê này là cái đường vô làng Hoa Kiển Quá Thọ Bà Bộ. Bây giờ quý vị cùng theo chân tôi để đi tham quan làng Hoa Kiển Phó Thọ ngày Tết nha. Rồi chúng ta cùng hành trình đi khám phá làng Hoa Kiển Phó Thọ Bà Bộ. Đây là đoạn đường mới vào cổng. Đó, bắt đầu xuất hiện rồi đó quý vị, xuất hiện thấy có dấu hiệu của làng hoa đấy ha. Đây là cái chỗ hoa đầu tiên từ cổng mới vào. Đây là loại hoa cúc. Hoa đỏ đỏ đó, hoa gì vậy cô? Hoa cúc. Các chủ hoa đang chăm sóc hoa cho ngày Tết nha quý vị. Đây là chú này đang chăm sóc hoa cúc Thái. À, cúc Thái này Tết mình cho ra thị trường là nó giá bao nhiêu cặp chú? 170 một cặp đó ha. Ví dụ như mình bán số lượng lớn luôn hay sao? Hay là bán kilo? Dạ. Kilo hả? Dạ. Cúc này màu gì chú? Cúc Thái nó màu gì chú? Nó đủ rồi mà nó giống như đồng tiền vậy đó. Nó giống như đồng tiền vậy đó hả? Cái màu nó giống như đồng tiền vậy đó. Nó cái bông sớm hay là đọt nó chậm đáng gì chú. Đây là hoa cúc thường nữa vậy. Còn đây là cúc Thái. Đây quý vị, ngắm cảnh đẹp của làng hoa Phó Thọ Bà Bộ nha. Đây là hoa cúc cho ngày Tết Xuân Mậu Tuất năm 2017. Rất là đẹp. Cúc này là cúc Đài Loan nha quý vị. Hay gì? Hay sao băng hả? Con nào chú? Bự. Đây. Hoa này hoa sao băng hả? Sao băng. Cây bồ đỏ đỏ bên đó là cây gì chú? Mai gia thảo. Ngô gia thể hả? Mai gia thảo. Mai gia thảo hả? Đây cái nở lấy nè. Đây là hoa sao băng hả? Cái này nó có một loại màu vàng thôi chú. Nó chỉ một loại màu vàng thôi nha quý vị, hoa sao băng.
rất là đẹp. Hồ vô đó đẹp quá ha. Dạ. Xin giới thiệu quý vị, đây là hoa mai gia thảo nha. Hoa này là một ấy giờ là bao nhiêu chú? 150 một chậu. Rất đẹp quý vị ơi. Đẹp như thiếu nữ 18 luôn ha. Đẹp quá. Ông này 16 rồi. À, thiếu nữ 16, anh này mới chịu 18, anh không chịu, anh này anh điệu quá ha. 18 là được cưới khỏi là 16 chứ cưới khỏi nhìn. Chứ đừng ngắm. Tháng Tết mới 18. Quá đẹp. Nó đúng ghê, đúng vào dịp Tết luôn đó quý vị. Giá thọ được ra bông rồi nè. Mai gia thảo cô ơi. Mai gia thảo cô. Cái này là anh đem đất cho chợ bán hay là có đặt cho chợ bán? Hoa là mai dạ thảo. Hoa li li. Hoa li li hả? Thấy không anh, hoa này hoa chú hoa này li li phải không? Chợ Cát Tường. À, hiểu rồi, à, hiểu rồi, tại sao em không làm trồng hoa kiển rồi, hiểu rồi, anh hiểu. Tại vì cái sao nó là hoa li li. Mấy con hiểu rồi, hiểu rồi. Rừng hoa dạ thảo quá đẹp. Hoa sa băng nha quý vị. Hoa sa băng. Qua này qua gì vậy chú? Cẩm, cẩm người ta kêu cẩm chướng, có người kêu cẩm nhung. À, đẹp quá à. Cẩm chướng. Cẩm nhung cũng được mà cẩm chúng cũng được. Anh tên gì vậy anh? Phố. Phố hả? Đây là vườn hoa của anh Phố. Có một anh này cũng đang tham quan vườn hoa này quý vị. Thank you.
hoa dạng thọ này là quý vị trồng là kịp lúc Tết luôn đó nha quý vị, nổ gọn ngay lúc Tết luôn. Nó không có cao lắm nhưng mà nữa nó ra hoa xíu là nhiều. Hey, xin giới thiệu với quý vị, đây là hợp tác xã Hoa Kiển Bình An nha. Hợp tác xã Hoa Kiển lớn nhất và cung cấp nhiều hoa nhất cho dịp Tết cho làng hoa Phó Thọ Bà Bộ. Đây là hợp tác xã Hoa Kiển Bình An nha. Mình vô trong đây nha quý vị. Hoa đẹp quá quý vị ơi. Qua này qua gì đây không biết luôn, mình chưa gặp được chủ vườn hoa nha quý vị. Đây là con đường vô hợp tác xã Hoa Kiển làng hoa Bà Bộ. Đây là những cái bonsai nha quý vị. Hợp tác xã này chuyên về những cái bonsai. Đây là cây mai, cây nguyệt quế. Những cây này có dáng rất là đẹp. Đây là bộ rễ của nó nè. Để chúng ta dạo quanh. Con quay gì ngược sáng không? Không sao không? Đây là những cái dáng cây nguyệt quế có dáng rất là đẹp. Cái này là cái cây này kêu bằng long gián nè quý vị, long thăng, long gián, long thăng, cây này là long long thăng, cây này cây nguyệt quế nè, trái có trái chín. Hai bên đường rất là đẹp. Thời gian ở đây là nguyệt quế nhiều nhất đó. Nguyệt quế này cũng dài chục năm tuổi thôi. Thì cái cây là biết cây à? Này cây xứ Đà Lạt hả? Xứ Cùi. Xứ Cùi. Những cây này tạo dáng rất là công phu nha quý vị. Phải có cái con mắt nghệ thuật. Mắt về cây kiển nha. Mình chỉ chia sẻ vậy thôi.
quý vị có dịp quý vị đến đây quý vị mua nha. Những cái mì quế này rất là lâu năm tuổi rồi đó quý vị, rất là lớn này, gốc rất là đẹp, bộ dáng bộ rễ rất là đẹp đấy quý vị. Cái gốc này cả chục năm rồi đó, còn nếu như cầm thì không thanh tế. Bà tên gì bà? Bà chủ à? Bà chủ. Cái này là cây xanh mình tạo dáng bonsai nữa quý vị. Những cái dáng cây này rất là khó tìm nha quý vị. Đây quý vị thấy cái gốc không? Gốc rất là đẹp. Đây là quý vị ơi, cây này cây tùng bách chứ tùng gì nè quý vị, mình quên là cây dâu tầm ăn kìa. Cây dâu tầm ăn trong kia trái nhóc hết trơn. Đó, mình mới thấy cái cây này ra bông lần đầu tiên luôn quý vị, giống như phát tài năm nay ra bông vậy đó. Giờ xuân mậu tức này chúc quý vị cũng phát tài nha. Cũng đẹp như hoa này luôn. Đó. Rất là đẹp quý vị. Đây nha, mình chia sẻ với vị gốc dâu tầm hồi đó giờ mình thấy giờ bên, nhưng mà cây này là trái nhiều, rất là nhiều, mình mới thấy lần đầu tiên. Chia sẻ với quý vị nha. Đó, đây là trái dâu tầm là sắp chín rồi nè. Trời ơi, đi vậy mà con mũi nó cắn được. Đây là trái dâu tầm. Đó, trái dâu tầm biết lâu mới lấy nét được chứ quý vị. Trái dâu tầm nó mới chuẩn bị chín đó. Còn đằng này là trái dâu tầm chín nè ha. Nhúc nhích khó lấy nét quá. Còn đây là hoa nè quý vị. Cái này nó cái cây hoa này mình không biết tên hoa gì nữa quý vị, không có chủ mình không hỏi được ha. À, hoa này giống hoa chân bò lắm ta. Hoa chân bò nhưng mà thuộc cái dạng nào này, thuộc thể loại khác nè.
nó mình trồng xen vô cái vườn hoa của mình nó rất là đẹp nè quý vị. Đó quý vị thấy không, điểm tô thêm cho cái vườn bonsai hoặc là vườn quyển nhà mình nha. Quý vị có thể trồng xen cây này thêm nha quý vị. Trồng thêm vô vườn hoa kiển nhà mình ha. Đó quý vị thấy nó điểm tô thêm vô cái vườn hoa kiển rất là đẹp ha. Tuyệt vời không quý vị? Đu đưa gió đu đưa ngắm chung với cái vườn bonsai rất là tuyệt vời. Hoa này cái lá nó giống như cái hoa chân bò vậy đó quý vị. Mà không biết có phải là hoa chân bò không nữa ha. Đó quý vị thấy nha, đu đưa rất là đẹp.